Get your fucking hands up. Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 26 đến tập 30, phong thân đại viên mãn, tử thần đan, Thái hư cầm đã thuật đại thành rồi. Khi thân ảnh luyện tập của mộng cảnh mà Vương Bảo Nhạc từng thấy vô cùng độc ác đáng sợ rốt cuộc không thể nào bẻ ngón tay. Đá hạ bộ hay ấn khớp xương của hắn được nữa thậm chí còn bị vương bảo nhạc đánh ngược lại thì vương bảo nhạc vô cùng kích động không ai có thể ngăn cản ta trở thành học thủ nữa rồi đi ra khỏi mộng cảnh nhìn bầu trời trong treo mây rắn lững lờ trôi ở bên ngoài vương bảo nhạc chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to trong lòng của hắn vô cùng phấn chấn lẫn chờ mong thật sự là từ khi biết được quyền lực của học thủ xong thì tất cả những cố gắng của vương bảo nhạc trong nửa năm nay đều là vì muốn trở thành học thủ vừa mới nghĩ tới sau khi trở thành học thủ thì sẽ có quyền giám sát tất cả học sinh của hệ pháp binh đến lúc đó mình cũng có thể xem như một nhân vật lớn tuy không thể nói là quét ngang khắp đạo viện nhưng tuyệt đối không có ai dám trêu vào nghĩ thế vương bảo nhạc lại càng kích động hơn trước kia mỗi khi tưởng tượng đến cảnh ấy thì tuy vương bảo nhạc cũng hưng phấn lẫn mong chờ thật nhưng phần lớn lại là tăng cường nỗ lực của bản thân nhưng hôm nay hắn đã có thể nhìn thấy cảnh mình trở thành học thủ dễ như chờ bàn tay rồi khoảng cách gần như thế khiến cho tim của vương bảo nhạc đập rồn rập ý chờ mong càng dữ dội hơn trong cơn hưng phấn này Vương Bảo Nhạc sờ lên cái bụng lép kẹp của mình, ngoài chờ mong ra cũng có chút đau lòng. Vì trở thành học thù mà mình chẳng thiết uống ăn, bây giờ cầm nã thuật đã đại thành rồi, ăn xong một bữa chúc mừng rồi giảm béo tiếp cũng không sao. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thật sự nhịn không được nữa, hớn hà hớn hở lao ra khỏi động phủ, chạy đến nhà ăn của đạo viện, trực tiếp gọi luôn một bàn dành cho ba người ăn rồi hí hưởng cắm đầu gặm. Một lúc sau, khi Vương Bảo Nhạc vừa gặm đùi gà vừa quay về thì cái bụng của hắn đã căng phồng lên hắn ném cái xương gà trong tay đi vừa xoa bụng vừa lấy nước băng linh ra khỏi túi uống một hớp cảm thấy mỹ mãn quay về động phủ của mình vừa ngồi xuống đã nấc một cái rõ to xong xuôi còn lấy vài túi đồ ăn vặt ra ăn xong mới lau miệng hít sâu một hơi học thủ của linh thạch học đường ở hệ pháp binh của đạo viện phiêu miễu này phải thay người rồi vương bảo nhạc lại tưởng tượng ra cảnh mình trở thành học thủ thế là lại càng hưng phấn hơn nữa học thủ ta tới đây hắn gầm nhẹ rồi giơ tay phải lên lực mầm mống thôn vệ trong cơ thể lúc này đột nhiên bộc phát toàn thân nháy mắt giống như hóa thành một cái lỗ đen nhất là sau khi trải qua luyện tập cầm nã thuật xong thì đã chẳng kém đẳng cấp thu phóng tùy ý là bao lúc này vừa lan ra thì lập tức bao trùm toàn thân của vương bảo nhạc khiến cho hắn hấp thu linh lực trở nên ác liệt hơn lúc trước nhiều chỉ trong nháy mắt thì không gian khắp động phủ giống như đều bị bóp méo như thể toàn bộ động phủ đã vì mầm mống tôn vệ của vương bảo nhạc mà trở thành chân không dẫn dắt linh lực thiên địa ở bên ngoài đổ ào ào về nơi này sau đó trực tiếp bị hút vào trong cơ thể của hắn, nhanh chóng ngưng tụ lại ở lòng bàn tay, nhanh chóng có ánh sáng lóng lánh chiếu ra từ lòng bàn tay của Vương Bảo Nhạc. Linh thạch trung phẩm và linh thạch thượng phẩm khác nhau ở chỗ, trong quá trình độ tinh khiết thay đổi từ 8 thành 4 lên 8 thành rưỡi. Đây cũng là bình cảnh mà mọi người hay nói. Nó cũng từng khiến cho Vương Bảo Nhạc phải ăn đau khổ. Nhưng hôm nay sau khi lực hút từ mầm mống thôn vệ trong cơ thể hắn tăng mạnh dẫn đến quá trình linh lực chảy qua cơ thể trở nên thông thuận hơn thì mọi chuyện cũng đã khác xưa. Điều này khiến cho linh thạch do hắn luyện chế ra bây giờ vừa mới bắt đầu thì nháy mắt đã bước qua làn danh giữa trung phẩm với thượng phẩm. Trực tiếp ngưng tụ ra được linh thạch có độ tinh khiết 8 thành 6. Nhất là thân thể của hắn. Có thể là do lâu quá không luyện linh thạch. Nên chẳng những không hề tích mỡ thêm. Mà thân thể cũng phát triển thêm không ít trong lúc luyện chế linh thạch. Điều này làm cho vương bảo nhạc bắt đầu trở nên hương phấn hơn. Dù có béo lên cũng không sao hết. Cùng lắm thì lại nghĩ cách giảm cân là được. Mục tiêu của mình bây giờ chính là dùng thời gian nhanh nhất trở thành học thủ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy so với chuyện giảm cân như ăn cơm bữa kia thì trở thành học thủ mới quan trọng. Lúc này hắn cũng chẳng rảnh mà để ý đến biến hóa của cơ thể mình, chỉ triệt để đắm chìm trong việc luyện chế linh thạch. Thời gian trôi qua, vài ngày sau, khi Vương Bảo Nhạc luyện chế ra được linh thạch có độ tinh khí 8 thành 9 thì hắn đã hạ quyết tâm. Bế quan, bế quan thôi. Khát vọng trở thành học thủ đã hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ tâm trí của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí hắn còn bỏ thời gian lên linh thạch học đường xác nhận lại thành tích của học thủ linh thạch học đường. Độ tinh khiết của linh thạch do hắn luyện chế ra là 9 thành 1. Thế là Vương Bảo Nhạc ôm theo một bụng niềm tin mua cả đống đồ ăn vặt, bắt đầu điên cuồng bế quan để trở thành học thủ. Thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Bảo Nhạc cũng dần dần luyện chế linh thạch đến mức quên mình. Rốt cuộc một tuần sau, độ tinh khiết của linh thạch do hắn luyện chế ra cũng đã đột phá 8 thành 9. Được tới 9 thành Việc này mà truyền ra ngoài thì nhất định sẽ khiến cho đạo viện chấn động. Thật sự là sau khi độ tinh khiết của linh thạch lên đến 8 thành năm thì rất khó để đề cao. Cho dù có thiên phú như Khương Lâm thì cũng phải tốn hơn 2 năm mới từ 7 thành lên được tới 9 thành. Lại tốn 1 năm mới lên được 9 thành mốt như hôm nay. Còn Vương Bảo Nhạc thì từ 5 thành lên tới tận mức độ này. Chưa từng có bất kỳ người nào có tiến bộ vượt bậc như thế. Nhất là thời gian mà hắn bỏ ra chỉ có hơn nửa năm mà thôi. Một khi độ tinh khiết của linh thạch lên tới chín thành thì có thể xưng là đại sư ở phương diện luyện chế linh thạch. Phải biết rằng trên bảng linh thạch của đạo viện Phiêu Miễu chỉ có hai người hiếm hoi đạt tới chín thành mà thôi. Một người là chín thành 1, một, một người vừa đúng chín thành. Thoạt nhìn thì thấy hai con số này rất gần nhau, nhưng thực tế muốn đột phá nó dù không thể nói là khó như lên trời, nhưng mức độ khó khăn cũng không phải thường đâu. Dù sao thì độ khó khi từ 8 thành rưỡi lên chín thành cùng chín thành đổ lên chẳng khác nào một trời một vực. Cho nên ở trong lịch sử của đạo viện Phiêu Miễu Kỷ lục của người trở thành học thủ nhanh nhất cũng toàn là nhập học tầm 2 năm, đấy là chỉ có những người có thiên phú kinh người mới làm nổi. Còn học sinh mới vừa nhập học một năm đã thành học thủ, có thể hệ khác sẽ có thật, nhưng hệ pháp binh thì chưa từng có. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang điên cuồng chạy nhanh đến kỷ lục này. Trong lúc bỏ ăn bỏ ngủ điên cuồng luyện chế thế này, Vương Bảo Nhạc căn bản không rảnh mà đi ngó tới cân nặng của mình. Tất cả tâm sức đều dồn hết vào việc đột phá chín thành, vượt qua độ tinh khiết chín thành 1 còn cân nặng của hắn cũng dần dần tăng lên theo quá trình tu luyện cường độ cao. Lại qua mấy ngày, khi thân thể của Vương Bảo Nhạc đã lớn tới tầm lần đầu tiên hắn phi lên thì độ tinh khiết của linh thạch do hắn luyện chế ra đã đột phá lần nữa, đến được chín thành một. Thắng lợi đang ở trước mắt nên Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện giảm cân, thậm chí còn không thèm nghĩ đến mấy da da béo ở trên da phả nữa. Lúc này hắn điều chỉnh hô hấp tự cổ vũ bản thân xong thì lại bắt đầu luyện chế tiếp. Một tuần sau độ tinh khiết của linh thạch do hắn luyện chế ra lại đột phá lần nữa lần này đã lên đến chín thành hai thế nhưng vương bảo nhạc vẫn không hề ngừng lại hắn đang lo lỡ như khương lâm đột phá trong khoảng thời gian ngắn thì mình lại bị đá xuống thế thì khó chịu lắm thế là hắn cắn răng muốn thử xem cực hạn của mình là gì nên lại tiếp tục luyện chế mà thân thể của hắn lúc này cũng cực kỳ khoa trương vượt xa mức độ béo nhất ngày xưa đã đến một kích thước cực kỳ kinh người Rốt cuộc khi độ tinh khiết của linh thạch do Vương Bảo Nhạc luyện chế ra bộc phát trước nay chưa từng có, trực tiếp nhảy từ 9 thành 2 lên 9 thành 3. Vương Bảo Nhạc nhìn lòng bàn tay của mình không còn là ánh sáng trong veo lấp lánh nữa mà đã phát ra ánh sáng bảy màu y như đá quý thì mới ngẩng đầu lên cười ha hả. Hóa ra đây chính là linh thạch bảy màu trong truyền thuyết. Linh thạch bảy màu này hắn đã nghe lão sư trong linh thạch học đường nhắc tới một lần, sau đó hắn tìm kiếm tài liệu thêm thì biết được nó chính là cảnh giới cao nhất của luyện chế linh thạch. Ta chính là học thủ rồi. Trong lúc kích động, Vương Bảo Nhạc muốn đứng bật dậy. Hắn muốn đi đến chỗ cái bảng bên cạnh Linh Thạch học đường mở thí luyện học thủ. Chỉ cần luyện chế một lần ở chỗ đó. Để lại ghi chép xong thì có thể trở thành học thủ. Nhưng Vương Bảo Nhạc đang mãi đắm chìm trong kích động định đứng dậy thì lại trợn to hai mắt. Ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy chần chừ. Sao tự dưng mình cảm giác động phủ nhỏ lại vậy cả? Không thể nào. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc khượng lại, thi thào cúi đầu xuống nhìn cái bụng của mình, sau đó lại nhìn xung quanh một lượt, hồi lâu sau có một tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ trong động phủ của vương bảo nhạc lúc này thân thể của vương bảo nhạc đã phình ra đến mức độ cực kỳ dọa người hắn gần như chiếm hơn phân nửa diện tích động phủ rồi tuy rằng bản thân của cái động phủ này cũng không lớn lắm nhưng như thế thì cái thân của vương bảo nhạc lại càng giống một con gấu béo phệ bộ dạng kinh khủng kia thân thể khoa trương kia đủ để khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều phải hết hồn hít sâu một hơi đừng nói là đứng lên khi vương bảo nhạc nhìn về phía cửa động phủ của mình thì hắn lại càng muốn khóc hắn phát hiện dù mình có bỏ qua thì cũng không chui lọt qua khỏi cửa mẹ ơi mình không ra được thì giảm cân kiểu gì đây vương bảo nhạc câm nín hỏi trời xanh muốn phát khùng lên thật sự là trong lòng hắn rất sốt ruột hắn cảm thấy mình đã sắp thành học thủ rồi chỉ cần qua được khảo hạch một phát là có thể đi lên đỉnh cao của cuộc đời nhưng bây giờ hắn lại không ra được không ra được thì hắn không thể đến phòng dung nham để giảm cân nữa đâu quả thật giống như một vòng tuần hoàn tử vong khiến cho vương bảo nhạc phát điên lăn tan hồi lâu sau khi nghĩ ra đủ mọi cách đều không thấy có hiệu quả thì vương bảo nhạc đau đớn cầm nhẫn truyền âm lên sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi thì cắn răng cầu cứu liễu đạo bân khi liễu đạo bân nghe thấy việc này xong thì nhanh chóng chạy tới hắn nhìn thấy vương bảo nhạc ngồi trong động phủ mà cũng phải hít sâu một hơi mẹ ơi vương bảo nhạc ngươi làm kiểu gì mà được như thế đấy vương bảo nhạc bi vẫn muốn chết liễu đạo bân thấy thế thì nhanh chóng nghĩ ra một lố cách cho hắn nhưng cái nào cũng vô dụng chỉ có thể liên lạc với mấy người khác dần dần cô nàng bánh bao chu tiểu nhã cũng đến đỗ mẫn cũng đến thậm chí ngay cả trần tử hằng cũng có mặt đúng là không tưởng mà trần tử hằng mở to hai mắt cả ngày trời mới lẩm bẩm một câu còn đỗ mẫn thì lướt mắt nhìn vương bảo nhạc với vẻ mặt khinh bỉ tên béo chết bầm kia suốt cuộc ngươi đã ngốn bao nhiêu đồ ăn thế hả cô nàng bánh bao chu tiểu nhã thì lo lắng ra mặt vô cùng quan tâm vương bảo nhạc thấy cả đám đứng bên ngoài động phủ của mình thì ý chí cầu sinh dâng trào vội mở miệng tất cả mọi người đều là đồng hương cả, các ngươi hãy giúp ta với. Nhưng việc này đám người liễu đạo bân cũng bó tay chịu thua, cả đám chỉ có thể ngồi nghĩ cách. Cuối cùng vẫn là cô nàng bánh bao Chu Tiểu Nhã tìm được một học sinh cũ tên Tạ Hải Dương rồi mời hắn đến. Tạ Hải Dương ở đạo viện cũng coi như có tiếng tăm, có tiếng là từ trưởng viện đến học sinh. Không có chuyện gì mà hắn không giải quyết được. Cùng vì chuyện giao dịch hóa thanh đan lần trước nên cô nàng bánh bao kia mới quen với hắn thế là trên con đường nhỏ dẫn đến động phủ của vương bảo nhạc có một thanh niên khá bình thường đi tới thanh niên này để tóc ngắn còn vuốt keo bóng lưỡng đi từ xa tới còn phản chiếu ánh mặt trời chẳng khác gì một cái đèn khi hắn đi tới bên ngoài cửa động phủ của vương bảo nhạc nhìn thấy vương bảo nhạc ở trong động phủ thì đôi mắt lanh lợi của hắn sáng rực lên bạn học bỉ nhân tạ hải dương mấy cưng đã mời anh đến thì cứ yên tâm đi anh thích nhất là làm quen với người của hệ pháp binh đấy chỉ cần cưng có tiền thì không có chuyện gì mà tạ hải dương không làm được đừng nói là chút việc còn con của cưng. Dù cưng muốn pháp khí do chính tay trưởng viện luyện chế, muốn thuốc hít được tạo thành từ huyền thiết ngân xa cùng loại với hệ chủ hệ pháp binh mấy cưng thì anh cũng có thể lấy được hết. Việc của cưng dễ thôi ấy mà. Không phải là đi ra ngoài thôi à, anh có thể đập bỏ cái động phủ này của cưng, thế là cưng ra được ngay rồi còn gì. Tạ Hải Dương đúng vẻ con buôn bản chuyện làm ăn, nhiệt tình giới thiệu. Đừng hoài nghi lời anh nói. Tạ Hải Dương anh là người làm ăn chuyên nghiệp sứ mệnh của anh chính là phục vụ tất cả khách hàng giải quyết nỗi âu lo cho họ thỏa mãn mong muốn của họ mấy cưng có thể đi hỏi thử đi trên dưới cái đảo hạ viện này có ai mà không biết tên tuổi của tạ hải dương này đâu tạ hải dương nói xong còn giơ tay vuốt mái tóc bôi keo bóng loáng của mình đôi mắt mang theo vẻ khôn khéo trên mặt là nụ cười vô cùng nhiệt tình đứng trước cửa động phủ của vương bảo nhạc nhất là vẻ tự tin trong từng lời nói của hắn ta lại kéo cả trưởng viện với hệ chủ ra còn đưa ra lời đề nghị quyết đoán như kiểu đập động phủ nữa. Dù sao thì mấy động phủ trong đạo viện đều có trận pháp. Trận pháp này cũng nối liền với đạo viện. Rất khó phá giải. Đồng thời các học sinh chỉ có quyền ở thôi chứ không có tư cách đi di rời mỗi viên gạch hòn đá trong động phủ của các hệ. Mà khẩu khí của tên Tạ Hải Dương này cứ như đập vỡ động phủ chỉ là chuyện vặt thôi ấy. Tạ Hải Dương vừa nói xong thì đám người liễu đạo bân đều hít sâu một hơi. Bởi vì tên Tạ Hải Dương này nói chuyện tận đâu đâu ấy. Tạm thời không nói tới pháp khí do trưởng viện tự tay chế tạo là khái niệm gì. Chỉ riêng thuốc hít được tạo thành từ huyền thiết ngân xa của hệ chủ thôi thì đã rất hiếm gặp rồi. Đó chính là huyền thiết ngân xa có độ tinh khiết chín thành. Giá trị cực cao đấy. Trên linh võng cũng có khá nhiều tin tức về loại thuốc hút này. Chỉ có điều từ khi Vương Bảo Nhạc vào đạo viện tới nay chỉ cắm đầu vào tu luyện thái hư vệ khí quyết cho nên không rõ lắm. Lúc này nghe vậy, lại thấy đám liễu đạo bân đều giật mình thì Vương Bảo Nhạc cũng tò mò ưỡn người. Gian nan mở linh võng lên tìm hiểu về điều kiện của pháp khí do trưởng viện tự tay luyện chế cùng với giá trị của lọ thuốc hết huyền thiết ngân xa kia. Vừa xem xong thì hắn lập tức to hai mắt, tâm trạng vốn đang héo mòn của hắn cũng trở nên kích động hơn, trong lòng ngập tràn hy vọng. Hắn nhích người, nhìn ra ngoài động phủ. Người có thể đập được động phủ thật à? Nghe giọng điệu có vẻ không dám tin lắm của Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt của Tạ Hải Dương vẫn như thường, tiếp tục vuốt tóc cười nhẹ. Có lẽ người khác không làm được việc này, nhưng mấy cương phải nhớ kỹ, ở trong cái học viện phiêu miễu này. Nếu như tại Hải Dương anh đây không làm được thì có nghĩa là không ai làm được cả. Nhưng việc lớn như đập động phủ thế này thì cần một chút thời gian, hơn nữa ít nhất cũng phải tốn một vạn linh thạch mới làm được. Không phải anh nhân cơ hội chặt chém đâu, cương bỏ ra mớ linh thạch này không lỗ chút nào. Bởi vì trước tiên anh phải tìm người hóa giải trận pháp, lại còn nhờ người nói chuyện với hệ chủ của hệ pháp binh, cuối cùng còn phải lấy tiền bồi thường, cho nên kiểu gì cũng phải 3 tháng. Tạ Hải Dương giơ ba ngón tay ra, giải thích vô cùng chân thành. Đắt như thế á? Đám người Đỗ Mẫn và Liễu Đạo Bân nghe nói xong thì lập tức hít mạnh một hơi. Bởi vì con số một vạn linh thạch này ở bất kỳ nơi nào cũng đều là một món tiền không nhỏ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì lúc này hắn không màng tới linh thạch, chỉ muốn để mình ra ngoài được hòng còn giảm cân. Nhưng vừa nghe tới chuyện phải chờ ba tháng thì hắn lại nổi khùng lên. Ba tháng thì lâu quá. Vương Bảo Nhạc đang lo lắng muốn chết. Tạ Hải Dương cúi đầu nhòm vào trong, thấy vương bảo nhạc ngồi một cục trong động phủ đang đoán xem lúc này vương bảo nhạc béo cỡ nào nghe thế thì tặc lưỡi mấy tiếng ngươi này chú em đúng là khiến cho tạ mỗ mở rộng tầm mắt mà ta từng thấy lắm kẻ hốc nhiều nên béo rồi nhưng để bản thân béo lên tới mức kẹt cứng trong động phủ thế này thì đúng là mới gặp lần đầu thôi nghe tạ hải dương nói thế vương bảo nhạc lập tức nổi giận nếu như đối phương giải quyết được thì thôi nhưng không làm ăn được gì mà còn đứng đó chế giễu mình như thế Vương Bảo Nhạc nhủ thầm đợi mình lên làm học thủ xong thì nhất định phải để cho tên Tạ Hải Dương này biết rõ họa từ miệng mà ra. Thật ra thì muốn ra cũng không cần phải đập động phủ đâu, Tạ Hải Dương anh đây là người làm ăn, sẽ không để cho ngươi phí tiền làm mấy chuyện thừa thải đâu. Thật ra đơn giản nhất chính là đợi ngươi gầy xuống là ra được ngay ấy mà. Dường như nhìn ra Vương Bảo Nhạc đang bực bội nên Tạ Hải Dương mới vừa cười vừa nói: "Cách này chẳng những vừa nhanh mà giá cũng rẻ hơn đập động phủ nữa, chỉ cần 500 linh thạch thôi." "Sao hả? Ngươi có cách à?" Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng ngời, chỉ cần có thể giảm cân được thì đừng nói là 500 linh thạch, cho dù là nhiều linh thạch hơn nữa thì Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không chút do dự. "Bạn học à, anh phải nhắc chú thế này, đừng có nghi ngờ khả năng của anh nhé, chỉ cần chú có tiền thì không có chuyện gì anh không làm được. Nếu chú mà không gầy thì anh sẽ đền cho chú gấp đôi." Tạ Hải Dương thản nhiên mở miệng, nhưng từ trong lời nói lẫn vẻ mặt đều lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Vương Bảo Nhạc cũng là kẻ quyết đoán, thế là lập tức đồng ý ngay nhưng phải giảm cân được thì mới trả tiền tạ hải dương cũng đồng ý hắn cho rằng ở trong đạo viện này vẫn chưa có kẻ nào dám quỵt linh thạch của mình thế là sau khi nói xong xuôi với vương bảo nhạc thì xoay người đi ngay đám người liễu đạo bân thấy chuyện này có khả năng giải quyết được thì đều nhìn quanh động phủ của vương bảo nhạc với vẻ mặt quái lạ biết rõ lúc này vương bảo nhạc đang bực bội cho nên đều từ biệt cô nàng bánh bao kia vốn không muốn đi nhưng vẫn bị đỗ mẫn kéo đi trước khi đi cô ấy còn dịu giọng an ủi vương bảo nhạc một lúc khiến cho vương bảo nhạc cảm động không thôi Em tiểu nhã, chờ anh gầy xuống rồi thì nhất định sẽ đến tìm em đi chơi. Khi mọi người đi rồi thì Vương Bảo Nhạc mới nằm trong động phủ. Hắn cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào một con tê tê bị nhốt trong hang núi, trong lòng buồn đau nên bất giác muốn ăn vặt một chút, nhưng lại phát hiện không đủ. Bữa ăn này lại khiến cho Vương Bảo Nhạc đau lòng khôn xiết. Ta muốn thành học thủ thôi mà cũng khó khăn như vậy sao? Mình phải kiên trì, không thể nổi quạo được. Trong tự truyện quan lớn có nói, những người có mệnh thiên tướng hạ phàm đều vất vả như thế cả. Cũng may là bản thân Vương Bảo Nhạc cũng là kẻ lạc quan, sau khi hắn tự cổ vũ mình xong thì cũng hạ quyết tâm, ta muốn nổi một cái động phủ lớn hơn mới được. Sau khi hạ quyết tâm, mấy ngày sau Vương Bảo Nhạc cũng liên tục tưởng tượng cảnh sau này mình trở thành học thủ, mỗi lần đến khi hưng phấn thì hắn đều cảm thấy những trải nghiệm rất đáng giá. Cứ như thế, vài ngày trôi qua, trong sự mong chờ vô bờ của Vương Bảo Nhạc, buổi chiều ba hôm sau rốt cuộc tạ Hải Dương cũng quay về, vẫn ăn mặc y chang ba ngày trước, tóc tai vuốt keo bóng lưỡng trong ánh nắng chiều cũng phản quang trói lóa cách từ xa mà vương bảo nhạc cũng nhìn thấy rõ tạ huynh vừa thấy tạ hải dương thì vương bảo nhạc kích động gọi to âm thanh vang vọng ra khỏi động phủ lọt vào trong lỗ tai của tạ hải dương hắn đi tới gần động phủ cúi người xuống nhìn rồi cười toe toét dạng người ngươi này vì chuyện của ngươi mà mấy hôm nay anh nghĩ đủ mọi cách cuối cùng cũng chọn ra được một cách xử lý cực kỳ hoàn mỹ rồi đây tạ hải dương nói xong rồi móc ra một bình thuốc từ trong lồng ngực ngó quanh quất đề phòng sau khi xác định không có ai khác nữa thì mới ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói lần này ta mang tử thần đan ở chợ đen của thành phố phiêu miễu cho ngươi đấy thấy tạ hải dương ra vẻ thần thần bí bí như thế thì niềm tin của vương bảo nhạc cũng mạnh hơn một chút nhưng khi vừa nghe thấy ba chữ tử thần đan xong thì hắn vẫn hết hồn nó là thứ gì thế vương bảo nhạc lấy làm lạ hắn chưa từng nghe nói tới tử thần đan bao giờ ngươi không biết cũng phải dù sao thì tử thần đan này cũng là thuốc cấm thực ra viên thuốc này là do một vị cổ nhân của hệ đan đạo ngày xưa vô tình luyện chế ra. Bởi vì dùng nó vào xong thì giống như tự thể nghiệm cái chết, cho nên mới có tên là tử thần đan. Thậm chí ở hệ đan đạo còn có một cái bảng kín, chuyên môn ghi tên của những người đã xài tử thần đan. Trên cái bảng kín kia có nói, từ khi tử thần đan này được chế tạo ra đến nay thì cao lắm cũng chỉ uống được có ba viên là chịu không nổi rồi. Tạ Hải Dương nhỏ giọng nói nghe cũng có bài có bản lắm, xong còn nói câu sau cùng với giọng chắc định. bạn học này nếu như ngươi mà chịu nổi thì tử thần đan này bảo đảm có thể giúp cho ngươi gầy đi cái này anh chắc chắn với ngươi luôn vương bảo nhạc bắt đầu cân nhắc suy nghĩ tuy rằng ba chữ tử thần đan nghe có vẻ đáng sợ lắm nhưng sau khi cân nhắc xong hắn lại lén lút hỏi ý cô nàng bánh bao với đỗ mẫn rồi lại gian nan mở linh võng ra thăm dò một phen vừa tra một cái thì hắn cũng hết hồn thật sự là phần mô tả của tử thần đan này cực kỳ đáng sợ có thể nói đây mới là tử vong thật sự có thể khiến cho người ta nháy mắt đã sộp xuống chỉ còn da bọc xương. Có người nói uống viên đan này vào xong thì chẳng khác gì khiêu chiến với mạng sống của mình. Dưới mỗi tin tức đều có phần nhắn nhủ khuyên người ta chớ nên dùng thử loại viên đan dược này, nhưng càng như thế thì hình như đám người muốn thử lại càng nhiều. Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc đang điên cuồng muốn giảm cân mới cắn răng, đưa cho ta ăn. Quyết đoán lắm. Tạ Hải Dương giơ ngón tay cái lên. Bất quá ta không thể đưa hết cho ngươi được. Chúng ta mỗi người một viên. Dù sao thì ngươi cũng chưa đưa tiền cho ta. Ta không thể để ngươi chết được. Ngươi cứ dùng trước một viên đi. Nếu ổn thì lại thêm viên nữa. Tạ Hải Dương cảm giác mình vẫn còn đạo đức ngay thẳng lắm. Lúc này đầu tiên là đeo một cái găng tay chuyên dụng lên. Lúc này mới dè dặt đổ một viên ra khỏi bình thuốc. Cẩn thận đẩy vào trong động phủ. Vương Bảo Nhạc chộp được thì nhìn thoáng qua một cái. Viên tử thần đa này có màu đỏ chót. Nhìn qua thoạt nhìn không bình thường chút nào. Hắn đưa lên mũi ngửi trước. Sau đó lại nhìn thật kỹ. Sau khi xác định miêu tả giống hệt với trên linh võng thì hắn mới hít sâu một hơi, trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai rốp rốp. Còn chưa kịp nếm thử mùi vị thế nào thì đã nuốt cái ực rồi. Thứ này ngon thật đấy. Vương Bảo Nhạc liếm liếm môi, vừa rồi hắn nhai nuốt nhanh quá nên giờ chỉ có thể chọc chẹp thòm thèm mùi vị trong miệng, cảm thấy cái này còn ngon hơn đồ ăn vặt nữa. Thêm viên nữa đi. Mấy ngày không được ăn vặt cho nên Vương Bảo Nhạc lập tức nổi cơn thèm ăn. Hà! Tạ Hải Dương ngu người, hắn luôn vừa vịt ra vẻ cao nhân trước mặt Vương Bảo Nhạc, lúc này vừa kinh ngạc vừa nhìn bình thuốc trong tay mình sau đó lại nhìn vương bảo nhạc đang ở trong động phủ tạ hải dương trần trừ một lúc xong lại dè dặt chút ra thêm viên nữa ném vào cho vương bảo nhạc sau khi vương bảo nhạc lủng gọn thì lại bắt đầu đòi thêm viên nữa chú chú em có cảm giác gì không tạ hải dương lúc này cũng giật mình chân chờ hỏi lại không có cảm giác gì hết ăn ngon lắm cho ta thêm mấy viên đi vương bảo nhạc liếm môi đan dược này có vị cay cay ăn vào xong thấy bụng ấm áp hẳn Tạ Hải Dương chỉ cảm thấy ngu người hoàn toàn, vô thức ném ba viên vào. Khi kịp phản ứng lại thì hắn run một cái, đang định ngăn cản Vương Bảo Nhạc thì đã thấy Vương Bảo Nhạc thảy hết vào miệng nhai dốc dốc rồi nuốt hết ba viên tử thần đa này vào bụng. Má ơi, chú, chú em đã uống năm viên rồi đấy. Tạ Hải Dương rúng động dữ dội, thất thanh kêu to. Nhưng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên một chút thôi chứ không có phản ứng gì lớn, thế là hắn thấy bất mãn. Là xạo à, trước đây ngươi kể hoành tránh lắm mà, còn cái gì mà người ăn nhiều nhất cũng chỉ được có 3 viên. Ta đã ăn tận 5 viên rồi mà sao không có phản ứng gì thế này?" Vương Bảo Nhạc bùng nổ, hắn cảm giác mình đang bị lừa. Tạ Hải Dương mướt mồ hôi. Lúc này trong bình còn 5 viên. Hắn vốn còn tin tưởng 100% rằng mình lấy được đồ xịn, nhưng bây giờ chính hắn cũng thấy nghi ngờ. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì hắn cũng bực bội lầm bẩm, chẳng lẽ có kẻ dám lừa mình à? Người tự uống một viên là biết ngay." Vương Bảo Nhạc rất bất mãn tạ hải dương cũng là kẻ có máu liều lúc này nghi ngờ mình bị lừa nên trong lòng hắn cũng tức lắm thế là cắn răng một cái chút một viên da quăng vào trong miệng nhưng đan dược vừa mới vào miệng thì hắn lập tức mở to hai mắt trong đầu thoáng chốc bùng nổ á à, đây á à. tạ hải dương há to miệng như muốn nói gì đó nhưng lại khó mà nói chọn thành câu mặt mày của hắn thoáng chốc đã đỏ bừng thậm chí hai mắt còn hàn tơ máu miệng thở dốc ồ ồ gân xanh trên trán nổi lên như bị xét đánh trúng Má ơi! Tạ Hải Dương kêu la thảm thiết. Toàn thân run rẩy. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là móc họng cho nôn. Muốn ói cái tử thần đan chết tiệt kia ra. Nhưng tử thần đan đã tan ra từ đời nào. Dù hắn có móc họng kiểu gì cũng không thể nôn ra được. Sau khi móc họng vài cái thì toàn thân hắn lại càng run rẩy dữ dội hơn. Hắn ôm cổ khàn giọng rên gì. Nước. Ta muốn nước theo những gì hắn đang cảm giác được thì giống như có một que sắt nóng rực kẹt ở trong cổ họng tựa như khiến hắn hít thở không thông đầu óc trống rỗng chỉ có nỗi đau do thân thể đang bài xích nó mà thành khiến hắn gào lên tiếng thét này chẳng khác nào tiếng gầm của dã thú thân thể của hắn lúc này tựa như bị khống chế phải phát thiết cho bằng được hắn nhảy dựng lên liên tục nhảy tương tương ngoài cửa động phủ của vương bảo nhạc miệng liên tục kêu la thảm thiết không ngừng nước cho ta nước ta không chịu nổi nữa rồi vương bảo nhạc nằm trong động phủ cũng tận mắt nhìn thấy tất cả những việc này trông thấy tạ hải dương nổi cơn điên như thế vương bảo nhạc cũng hít sâu một hơi nhưng trong mắt vẫn có vẻ nghi ngờ hắn giả bộ hả ta vương bảo nhạc vô cùng kinh ngạc thật sự hắn cảm thấy cái thứ tên tử thần đan chỉ làm cho bụng của hắn nóng lên thôi chứ có khoa trương tới như vậy đâu nhưng nhìn kỹ thì thấy chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi mà quần áo của tạ hải dương đã ớt đẫm còn tiếng kêu là của hắn thì lại càng thảm thiết hơn hận không thể nhổ cả đầu lưỡi ra thì Vương Bảo Nhạc lại hết hồn lần nữa. Nhất là khi thấy Tạ Hải Dương dường như đứng không vững, trực tiếp quỳ phịch xuống ở trước cửa động phủ vừa gào thét vừa đấm thật mạnh xuống mặt đất liên hồi. Ghê nhất chính là miệng và mắt của Tạ Hải Dương đang sưng phù lên với tốc độ cực nhanh. Thế là trong ánh nhìn của Vương Bảo Nhạc, môi của Tạ Hải Dương nhanh chóng biến thành hai cây lạp xưởng tím đen. Cứ như thể sắp sửa biến thân luôn vậy. Cảnh tượng đeo lạp xưởng này khiến cho Vương Bảo Nhạc hoảng sợ giật thoát mình, vội vàng co bụng lại vất vả lắm mới lôi ra được một lọ nước băng linh đã hết lạnh ở bên cạnh ném ra ngoài. Thứ này thật sự lợi hại tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc kinh hãi. Hắn vừa ném bước băng linh ra thì hai mắt của tạ Hải Dương ở ngoài đã đỏ ngầu. Điên cuồng nhào lên. Hình như không kịp đợi mở nắp cho nên hắn há miệng cắn nát miệng bình rồi chút thẳng vào trong miệng. Vừa mới uống được vài hớp thì hắn phun phèo phèo ra ngoài. Nước băng linh rớt xuống mặt đất cũng khiến cho mặt đất bốc khói trắng. Má ơi, cay quá đi mất uống nước băng linh vào chẳng những không khiến hắn thấy thoải mái hơn mà còn khiến vị cay bộc phát dữ dội hơn nhất là cổ họng hắn vốn đang cay nóng điên cuồng lúc này nước băng linh rót xuống trực tiếp cuốn hết vào trong bụng thế là cỗ nóng rực kia cũng điên cuồng bùng lên từ trong cơ thể của hắn thậm chí thân thể vốn không to béo gì của hắn lúc này cũng đang teo tóp lại giống như tất cả tiềm lực của bản thân đều bị kích phát ra hết dưới tác dụng của tử thần đan này vậy đây đúng là tử thần đan trong truyền thuyết ăn một viên thì sẽ được tiếp xúc với tử thần của hệ đan đạo Cách điều chế nó cũng chẳng phải khó khăn gì, thế nhưng năm đó vị đan sư kia vô tình chế ra được một loại cay khủng khiếp tới mức đừng nói là con người, mà ngay cả thân thể của mãnh thú cũng không chịu nổi. Đó là loại trải nghiệm vượt khỏi cực hạn có thể thừa nhận, tựa như bước vào địa ngục, đủ để khiến cho tất cả những kẻ đã nếm thử nó trọn đời cũng không dám thử lại lần nữa. Vương Bảo Nhạc nằm sấp trong động phủ, trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình Tạ Hải Dương trải qua sau khi nuốt tử thần đan, loại quan sát trực tiếp ngay tại chỗ này liên tục ập đến đánh sâu vào cảm quan của hắn hắn vốn đã định từ bỏ rồi nhưng khi thấy tạ hải dương gầy teo đi thì hô hấp của hắn đột nhiên trở nên dồn dập hơn lúc này hắn cũng bất chấp tất cả nôn nóng mở miệng ôi giảm cân được thật kia mau đưa tử thần đan cho ta đi toàn thân tạ hải dương đã bị cái cảm giác cay rát nóng bỏng đó làm cho điên cuồng ý thức cũng trở nên mơ hồ lúc này hắn cũng đối sức nằm gục tại chỗ bộ dạng như thể chẳng thiết tha sống còn chẳng rảnh mà nghĩ nhiều thế là hắn ném luôn nguyên bình tử thần đan vào trong động phủ tạ hải dương anh đây không lừa già dối trẻ, tuyệt đối, không bán hàng giỏm. Dù đến mức này thì hắn cũng không quên quảng cáo cho bản thân, điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc bắt đầu thật tâm kính nể hắn, cảm thấy Tạ Hải Dương này đúng là người đáng tin. Người anh em, là ta hiểu lầm ngươi. Vương Bảo Nhạc đón lấy bình thuốc. Sau khi an ủi Tạ Hải Dương vài câu thì lập tức nuốt thêm viên nữa. Cảm thấy chưa si nhê nên lại nuốt thêm một viên. Cảm nhận được nhiệt độ trong bụng đang kéo lên cực nhanh thì Vương Bảo Nhạc lại nhìn cái bụng mỡ của mình. Thế là hắn cắn răng rút sạch toàn bộ tử thần đan vào miệng, vì học thủ, vì giảm cân, bố liều một phen. Nguyên bình tử thần đan tổng cộng có 10 viên, sau khi bị Tạ Hải Dương nuốt một viên, số còn lại lúc này đều chui hết vào bụng Vương Bảo Nhạc. Thế là sức chịu đựng Vương Bảo Nhạc có được khi liều mình thừa nhận sức nóng khủng khiếp ở trong phòng dung nham lần trước đã trực tiếp bị phá vỡ ngay lúc này. 9 viên tử thần đan không bộc phát thì thôi, lúc này chúng tập hợp lại một chỗ đột nhiên sinh ra biến hóa giống như núi lửa phun trào, ầm ầm trỗi dậy một cỗ nhiệt độ nóng rát điên cuồng còn đáng sợ hơn cả nhiệt độ nham thạch mà đời này vương bảo nhạc chưa từng trải qua như tạo thành biển lửa ngay trong bụng hắn trực tiếp bốc lên trong vô hình miệng của hắn nháy mắt đã phình ra cổ họng thì không thể thốt thành lời toàn bộ cơ thể hắn lúc này cũng như sắp sửa nổ tung vậy má ơi tiếng kêu thảm khàn cả giọng lập tức phát ra từ trong cổ họng của vương bảo nhạc nhất là bây giờ hắn đang bị hạn chế ở trong động phủ nên càng phát điên hơn dường như hết thảy cơn nóng rát đều không biết xả ra đâu chỉ có thể đi thiêu đốt đống mỡ của hắn thế là trong tiếng kêu la thảm thiết kia thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy loại đau đớn này nếu đổi lại là người bình thường thì căn bản không thể nào chịu đựng nổi nhưng đối với một tên béo muốn giảm cân thì chỉ cần vất vả một lần đổi lấy cả đời thoải mái thì dù có gian nan hơn nữa hắn cũng vượt qua được cứ thế vương bảo nhạc ở trong tạ hải dương ở ngoài động phủ bắt đầu liên tục kêu la thảm thiết với nhau may mà ngày thường ít người lui tới chỗ bằng Chứ nếu có ai nghe thấy thì nhất định sẽ hoảng sợ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Qua một canh giờ sau, Tạ Hải Dương mới đỡ được phần nào, trong lòng hắn tràn ngập kích động sống sót sau tai nạn, nhưng tiếng kêu la thảm thiết của Vương Bảo Nhạc thì vẫn còn vang lên đều đều. Trong động phủ của hắn cũng phát ra tiếng gầm rú như đang phát điên. Thật sự là quá nhiều tử thần đan cùng bộc phát khiến cho thân thể của Vương Bảo Nhạc bị thiêu đốt dữ dội còn hơn cả nhiệt độ ở trong phòng dung nham nhiều. Cảm giác nóng rát từ trong ra ngoài này khiến cho hắn hiểu được cảm giác điên cuồng của Tạ Hải Dương mà những gì hắn gánh chịu còn cao gấp 10 lần tạ Hải Dương ban nĩ. Lúc đầu tạ Hải Dương nhìn xong còn thấy hả hê, vì đã nuốt tử thần đan nên bây giờ thấy người ta khó chịu như thế hắn thấy sướng lắm. Nhưng sau một lát thì hô hấp của tạ Hải Dương trở nên gấp gáp hơn, hắn hoảng sợ đến mức mướt mồ hôi. Ngươi, ngươi đã ăn bao nhiêu thế hả? Hắn đang hoảng sợ vô cùng, thật sự là động tĩnh Vương Bảo Nhạc gây ra khi lăn lộn quá lớn, dựa theo kinh nghiệm của hắn ban nãy thì Vương Bảo Nhạc không nên kéo dài như thế mới đúng. Thế là thời gian thấm thoát qua mau, ba canh giờ, 4 canh giờ, mãi cho đến khi đã qua 5 canh giờ rồi mà tiếng gào thét trong động phủ vẫn chưa dừng lại. Trong lòng Tạ Hải Dương thầm kêu bục một tiếng, sợ Vương Bảo Nhạc toi đời nên vội vàng xông vào động phủ. Đầu tiên hắn nhìn cái bình thuốc ở gần đó trước, thấy cái bình trống rỗng thì đầu óc Tạ Hải Dương nổ tung. Liều mạng thế? Ngươi, ngươi nuốt hết cả 9 viên sao? Tạ Hải Dương cảm thấy tóc gáy dựng đứng, hắn không thể tưởng tượng nổi lại có kẻ nuốt được đến tận chín viên tử thần đan. Với hắn mà nói đây chỉ là chuyện không thể nào, nhưng nó lại đang xảy ra trước mặt hắn. Lúc này hắn ngẩng đầu lên hít sâu một hơi thì thấy được vương bảo nhạc tóc tai bù xù, quần áo rách bươm. Nhưng thân thể đã gầy xuống thấy rõ đang nhắm hờ mắt nằm trèo queo trong góc. Tứ chi thỉnh thoảng lại run rẩy vài cái. Bạn, bạn học, ngươi, ngươi vẫn ổn chứ? Trong mắt tạ hải dương mang theo vẻ kính sợ, nhìn vương bảo nhạc như nhìn thấy thần nhân, hắn ướm lời hỏi dò. Trong nháy mắt khi Tạ Hải Dương hỏi xong thì Vương Bảo Nhạc nằm đó đột nhiên mở to hai mắt ra. Trong mắt chỉ toàn vẻ mơ mịt, nhưng Vương Bảo Nhạc nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, hắn vội cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình. Khi nhìn thấy cái bụng nhỏ quen thuộc trước kia thì Vương Bảo Nhạc lập tức kích động. Học thủ đã vào tay ta rồi. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó đột nhiên đứng bật dậy. Theo lời nói của hắn vang lên còn có cả khí huyết ngập trời ầm ầm kéo len, nhưng trong nháy mắt lại giống như bị phong ấn lại rồi nhanh chóng biến mất toàn bộ co lại rút vào trong thân thể của vương bảo nhạc trong và ngoài cơ thể hắn lúc này giống như tạo thành hai thế giới riêng biệt cảm giác còn mãnh liệt hơn trước kia rất nhiều phong thân đại viên mãn tạ hải dương mở to hai mắt thất thanh hét lên thật sự là sau khi đến phong th ớ cảnh rồi thì rất khó mà tiến bước phần lớn mọi người bình thường đều cần ít nhất mấy năm mới bước từ phong thân sơ kỳ đến đại viên mãn được thậm chí còn có nhiều người phải tốn hơn 10 năm mới được nhưng chỉ chớp mắt thế này loại cảm ứng khí tức mãnh liệt trên người vương bảo nhạc lại giống như ngăn cách cùng thế giới bên ngoài đại biểu cho phong thân của hắn đã hoàn toàn viên mãn chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể bước vào bổ mạch cảnh cuối cùng của cổ võ rồi điều này sao có thể dùng tử thần đan mà cũng có thể đột phá tu vi á trong đầu tạ hải dương lập tức bùng nổ hắn thật sự không dám tin dù lúc trước hắn đã biết thân phận của vương bảo nhạc cũng biết vương bảo nhạc là tên liều mạng đột phá trong lúc nâng tạ đột phá trong phòng dung nham nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy tâm thần rúng động, đầu óc quay cuồng. Hắn cũng biết rõ sau khi chuyện này truyền ra ngoài thì e là sẽ có không ít học sinh đua nhau đi mua tử thần đan để thử. Dù sao thì từ chỗ tập tạ đến phòng dung nham của hệ chiến võ lúc này đều chật ních người. Ngày nào cũng có vô số người đến đó thử xem có đột phá hay không. Nỗi vui mừng khi tu vi tiến bộ cùng giảm cân thành công khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn chấn. Nhất là khi hắn nghĩ tới chuyện mình sắp trở thành học thủ thì lại hí hưởng hơn nữa trong đầu chợt vẽ nên cảnh tượng khi mình trở thành học thủ hai mắt sáng rỡ lên rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này rồi vương bảo nhạc mừng rơn tim đập cũng trở nên nhanh hơn đang định lao vội đến học đường thì lại để ý thấy tạ hải dương đứng một bên vương bảo nhạc cảm kích lập tức nhào lên ôm lấy tạ hải dương vô cùng nhiệt tình bạn học tốt cách giảm cân của ngươi cực kỳ hữu dụng luôn sau này chúng ta phải liên lạc nhiều vào nhé đây là số linh thạch đã hứa này vương bảo nhạc cười phơi với móc linh thạch ra đưa cho tạ hải dương nhưng lại phát hiện hình như tạ hải dương vẫn còn đang ngu người nghĩ gì đó chưa kịp tỉnh ớ này bạn học tạ ngươi nhìn thử giờ này cũng không còn sớm hay là hôm khác ta mời ngươi ăn cơm nhé nếu như đổi lại là lúc khác thì vương bảo nhạc nhất định sẽ nói chuyện với tạ hải dương thêm chút nữa nhưng lúc này hắn chỉ một lòng muốn trở thành học thủ nên trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào thế là lên tiếng nhắc khéo ngươi sao tu vi của ngươi lại tăng lên đúng là không thể tin nổi tạ hải dương nhìn vương bảo nhạc mà đầu óc bít đặc thật sự là hắn lăn lộn trong đạo viện mấy năm nay làm biết bao mối làm ăn cũng gặp đủ loại khách hàng tử thần đan cũng có lắm kẻ dùng rồi nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy có kẻ dùng tử thần đan mà đột phá thế này đây dùng thêm vài viên chắc là được ngay ấy mà vương bảo nhạc thuận miệng nói bừa vừa nói vừa ôm vai tạ hải dương kéo tạ hải dương đang trong trạng thái ngu người ra khỏi động phủ mãi đến khi đi khỏi rồi mà trong đầu của tạ hải dương vẫn còn đặc quánh miệng lẩm bẩm không thể tin nổi không thể tin nổi đờ đẫn xuống núi thấy tạ hải dương đi rồi vương bảo nhạc nhìn ánh nắng chiều phía xa thật sự nhịn không nổi nữa nên vội chạy ào đến học đường ta sắp sửa trở thành học thủ rồi vương bảo nhạc cười ha hà tâm trạng cực kỳ tốt đẹp lúc trước hắn đã tìm hiểu rõ cách trở thành học thủ rồi chỉ cần mở phần khảo hạch ở trên bảng danh sách chỗ bia đá ở học đường ghi lại kết quả của một lần luyện chế linh thạch nếu như độ tinh khiết mà đủ thì có thể lên bảng ngay một khi trở thành học thủ thì ta chính là đại nhân vật hiếm hoi ở hệ pháp binh này đến lúc đó để xem kẻ nào dám bắt nạt anh đây vương bảo nhạc nôn nao trong dạ cảm giác mong chờ cực kỳ mãnh liệt giống như ngay cả máu cũng chảy nhanh hơn mặc dù khoảng cách từ động phủ của hắn đến học đường không xa lắm nhưng cũng không ngắn chút nào lúc này vương bảo nhạc đang kích động quá thể nên không chú ý tới khi hắn vừa đi ra khỏi động phủ một đoạn thì có một học sinh cũ của hệ pháp binh ở gần đó hắn vốn chỉ đi ngang qua nhưng sau khi nhìn thấy vương bảo nhạc thì hai mắt sáng rực lên hắn thấy rõ lúc này vương bảo nhạc đang mặc một bộ học bào đặc chiêu nát bươm thế là lấy nhẫn truyền âm ra thấp giọng nói ta trông thấy vương bảo nhạc này hắn ăn mặc sộc sạch lắm cùng lúc học sinh này truyền âm ở trên đỉnh núi của hệ pháp binh có ba tòa nhà rất bắt mắt ba nơi này nằm ở gần ba học đường của hệ pháp binh chúng độc một màu tím tựa như nha môn hình như còn khiến cho tất cả những người nhìn thấy cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng bức người Thậm chí ở cửa ra vào của ba tòa nhà này đều có học sinh đứng đó coi chừng hệt như bảo vệ, quắc mắt nhìn tất cả những người đi ngang qua. Bình thường phàm là học sinh đi ngang qua đây đều vô thức bước nhanh hơn, không muốn nán lại lâu. Ba tòa nhà này chính là Bộ Viện Kỷ, nơi có địa vị, quyền lực gần với hệ chủ và các lão sư nhất trong hệ pháp binh. Cũng có nhiều người thích gọi ba tòa nhà này là học thủ các. Bởi vì người phụ trách bộ viện kỳ này chính là học thủ của hệ đó. Bên trong Đảo Hạ viện của Đạo viện Phiêu Miễu, các hệ đều có học thủ riêng, cũng có bộ viện kỳ riêng của hệ mình, mà học thủ chính là dựa vào thực lực của bản thân để giành được. Đây cũng là một trong những quy tắc của Đạo viện Phiêu Miễu. Vậy nên khiến cho thân phận của học thủ khá siêu nhiên, chỉ riêng trưởng viện mới có thể trực tiếp hạ lệnh cho bọn họ. Cho nên mỗi vị học thủ lại có tiếng là môn đồ của trưởng viện. Còn việc bọn họ phụ trách bộ viện kỳ của các hệ thì là do trưởng viện trao quyền cho cấp dưới. Bị người áo đen gai mắt Vương Bảo Nhạc lúc trước cũng chính là phó hưởng viện nắm giữ. Cũng vì chuyện này cho nên dù là hệ chủ có thể hạ lệnh với học thủ trong hệ của mình, nhưng có nghe theo hay là bằng mặt chứ không bằng lòng còn phải xem học thủ thấy thế nào. Lúc này trong học thủ các ở bên cạnh linh thạch học đường đang có 7-8 học sinh cũ ăn mặc khác với học sinh bình thường tụ tập nói cười. Bọn họ đều mặc áo màu đen dù là bất kỳ người nào đi lại trong hệ pháp binh cũng đều khiến mấy học sinh khác nơm nớp kính sợ thật sự thân là đốc cha của bộ viện kỷ do học thủ của linh thạch học đường tự mình bổ nhiệm quyền lợi của bọn họ cũng không nhỏ chút nào có thể giám sát toàn bộ kỷ luật tác phong của tất cả học sinh trong hệ pháp binh thậm chí hai thanh niên trong số đó chính là người hôm đó đã đưa vương bảo nhạc đi lúc này bọn họ đang nói cười với nhau có một người cúi đầu xuống nhìn nhẫn truyền âm lúc ngẩng đầu lên thì đã cười toe mọi người ngồi lại tán gẫu thêm chút nữa đi bọn ta đi xử vương bảo nhạc trước đây có người trông thấy hắn vi phạm kỷ luật của đạo viện lúc này hình như đang định đến linh thạch học đường hắn vừa nói xong thì đám bạn học xung quanh cũng bật cười rốt cuộc cũng bắt được rồi à lúc trước ta báo cáo với học thủ thì học thủ còn hỏi chuyện này đấy nói ra thì chuyện mà học thủ sai làm cũng qua hơn nửa năm rồi đấy ta còn đang đau đầu đây cái tên béo này nửa năm nay cứ xuất quỷ nhập thần căn bản chẳng thấy bóng dáng đâu bất quá ta nghĩ chắc là không phải hắn đắc tội với học thủ đâu ha ha để ý làm gì, chắc là học thủ cũng giúp người ta thôi, chứ nếu thật sự đắc tội với học thủ thì tên béo này đã bị xử đẹp từ đời nào rồi. Nhưng chúng ta cũng phải làm cho oách nào, ta cũng thấy chán tên béo này lắm. Bọn họ vừa cười nói vừa đi ra khỏi bộ viện kỷ. Sau khi bước ra ngoài thì ai nấy đều đanh mặt lại ra vẻ nghiêm nghị không hay nói cười. Một đám hơn 10 người nối đuôi nhau rồng rắn đi trên con đường cần phải đi qua để đến linh thạch học đường. Bọn họ vừa xuất hiện thì lập tức khiến cho rất nhiều học sinh đứng xung quanh chú ý tới. Sau khi thấy bọn họ thì mọi người đều thấy giật mình, biết rõ lại sắp có kẻ suối quẩy rồi. Thế là cả đám học sinh vừa bàn tán với nhau, vừa tò mò theo đuôi, muốn đến xem hiện trường chấp pháp của bộ viện kỷ. Cứ thế, không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc đang hí hửng chạy đến đã đụng mặt bọn họ ngay trên con đường nhỏ ở bên ngoài học đường. Đường núi không tính là rộng rãi gì, nhưng cũng đủ cho giam ba người dàn hàng ngang mà đi. Hiện tại tâm trạng của Vương Bảo Nhạc Giang rất tốt. Vậy nên sau khi nhìn thấy mấy người đốc cha này, nghĩ đến chuyện mình sắp sửa trở thành lãnh đạo trực tiếp của bọn họ thì hắn cũng toét miệng cười tươi thậm chí còn giơ tay lên định bắt chuyện mọi người nhưng còn chưa nói xong thì đám đốc cha áo đen đứng trước mặt hắn lập tức cười lạnh rồi quát lớn cắt đứt câu nói của vương bảo nhạc vương bảo nhạc quần áo sộc sệt thì không được ra ngoài người mặc đồ không nghiêm chỉnh chính là vi phạm kỷ luật điều 37 nhỏ của đạo viện phiêu miễu ta bây giờ hãy đi một chuyến với bọn ia Tên đốc cha này vừa quát lớn vừa đi tới chỗ Vương Bảo Nhạc, trực tiếp giơ tay phải lên muốn túm lấy bả vai của Vương Bảo Nhạc. Hắn căn bản không thèm quan tâm tu vi với thân phận học sinh đặc chiêu của Vương Bảo Nhạc, theo hắn thấy chỉ cần ở trong hệ pháp binh này thì không ai dám phản kháng, nhất là khi có chứng cứ rành rành thế này. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, lùi lại nửa bước tránh bàn tay của đối phương. Các vị bạn học, thật ngại quá, việc này cũng có nguyên nhân riêng, lát nữa ta sẽ thay ngay, sau đó cũng sẽ phối hợp đến bộ viện kỳ làm việc. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, kiên nhẫn trả lời. Hiện tại đúng là quần áo của hắn rách nát thật. Thật sự là lúc trước phi lên ghê quá. Khiến cho cả quần áo học sinh đặc chiêu vô cùng bền chắc cũng bị tách toạc ra. Mà hắn lại nóng lòng muốn trở thành học thủ cho nên không rảnh để đi lãnh quần áo mới. Đây vốn là chuyện nhỏ. Nếu như không phải tên học thủ của LH học đường kia dặn dò thì cùng lắm chỉ cần tốn chút linh thạch đóng phạt là được. Thậm chí với thân phận học sinh đặc chiêu của hắn cũng có thể trực tiếp hóa giải luôn ấy chứ nhưng bây giờ mấy tên đốc cha áo đen này khó khăn lắm mới tóm được sai phạm của vương bảo nhạc sao có thể dễ dàng buông tha nhất là gã thanh niên đang định tóm lấy vương bảo nhạc kia thấy vương bảo nhạc dám tránh né thì hắn lập tức bực mình dám phản kháng à bớt nói nhảm đi dẫn hắn đi thanh niên đốc cha này lặp lại sau đó nhào tới muốn chộp lấy vương bảo nhạc lần nữa mấy tên đốc cha khác đứng bên cạnh hắn cũng cười lạnh nhào lên rõ ràng là muốn bắt vương bảo nhạc ngay tại chỗ này để giải về bộ viện kỷ một khi vào đó rồi còn vi phạm điều luật gì khác nữa hay không sẽ không phải bản thân vương bảo nhạc có thể quyết định được bọn chúng có rất nhiều cách có thể thêm tội cho vương bảo nhạc dù cuối cùng có thể không khiến cho vương bảo nhạc bị đuổi khỏi đạo viện nhưng bị xử phạt nặng thì vẫn được đám học sinh đứng ở phía xa thấy thế thì đều mở to hai mắt nếu như bắt người khác thì có lẽ bọn họ sẽ không để ý như thế thật sự là thân phận học sinh đặc chiêu cùng với tiếng tăm vương bảo nhạc tạo ra mấy lần trước đã khiến mọi người xem hắn như nhân vật phong vân rồi vương bảo nhạc vốn là kẻ thông minh lúc trước hắn còn nhún nhường là vì biết được mình sắp thành học thủ nhưng nay thấy đám người kia làm thế thì rõ ràng là muốn cậy thế không bỏ điều này khiến hắn vừa cảnh giác vừa bực bội trong nháy mắt khi thanh niên phía trước nhào tới thì vương bảo nhạc giơ tay phải lên một phát túm lấy cổ tay của đối phương nhìn chăm chăm vào kẻ đó găn từng chữ một điều luật thứ mấy của viện kỷ quy định vấn đề quần áo cũng sẽ bị bắt đi chứ hả dám túm cổ tay ta mà còn nhắc quy định với ta à Vương Bảo Nhạc ngươi đây là đang kháng cự chấp pháp. Tội nặng thêm một bậc, bây giờ bọn ta có thể bắt ngươi rồi. Tên thanh niên bị túm cổ tay cười lạnh, không hề lo lắng chút nào, giọng điệu cũng kiêu ngạo hơn hẳn. Thậm chí hắn còn giơ tay kia lên nện một quyền về phía Vương Bảo Nhạc. Nghe lời nói cùng với vẻ mặt của thanh niên kia xong thì sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên âm trầm. Ngày thường hắn coi như lành tính, nhưng nếu bị người ta bắt nạt, lúc nên ra tay thì hắn sẽ không hề do dự. Bộ viện kỷ bây giờ lại ngang ngược đến mức này à? vương bảo nhạc mở miệng trong mắt lóe lên hàn quang thuận thế bể một cái răng rắc một tiếng lập tức có một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong miệng của thiếu niên kia thân thể của hắn bị vương bảo nhạc hất một cái ngã lăn ra hắn hét thảm nháy mắt đã ướt đẫm mồ hôi có tiếng kêu la thảm thiết vang vọng bốn bề trong tiếng la ấy mang theo nỗi đau đớn không sao tả xiết rõ ràng vương bảo nhạc đang tức giận cho nên bẻ khớp cũng mạnh tay hẳn mặc dù hắn vẫn biết chừng mực không bẻ gãy cổ tay của đối phương nhưng loại đau đớn khi khớp xương bị vặn ngược thế này vẫn khiến cho gã thanh niên kia đau tới mức gần muốn hôn mê. To gan. Vương Bảo Nhạc, người vi phạm điều 2 và điều 4 mục lớn của viện kỷ, kháng cự chấp pháp và ra tay hành hung. Bắt lấy hắn. Đám đốc trà áo đen khác vừa sợ vừa giận, phải biết rằng bình thường bọn họ toàn lên mặt ỷ thế chứ chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này. Lúc này mới lục tục tản tu vi ra cùng nhào về phía Vương Bảo Nhạc, tiếng quát tháo cũng vang lên liên hồi. Cảnh này khiến cho mấy người đứng xem ở xung quanh mở to hai mắt ra nhìn hít một hơi thật mạnh tên vương bảo nhạc kia dám đánh cả đốc cha mẹ ơi trước đây chưa từng có việc thế này đâu sắp to chuyện rồi mọi người ai nấy đều kinh hãi đám đốc cha của bộ viện kỳ kia đều tức giận nhào tới chỗ vương bảo nhạc tu vi của mấy người này không đều nhau yếu nhất là khí huyết cảnh mạnh nhất là phong thân dù sao thì có thể trở thành tâm phúc của học thủ linh thạch học đường dù bọn họ cũng là học sinh hệ pháp binh nhưng tu vi của bản thân cũng không tồi nhất là bây giờ nhiều người lại cho rằng bản thân đang chấp pháp nên khí thế lại càng hổ báo hơn nhào thẳng đến chỗ vương bảo nhạc các ngươi động thủ thì là chấp pháp đúng hay sai đều do một câu nói của các ngươi quyết định ta chỉ tránh né chứ không phải phản kháng chỉ là chộp cổ tay một cái thôi mà lại nói là tội càng nặng thêm bộ viện kỷ đúng là uy phong thật đấy vậy nên cũng có thể nhìn ra nhất định là học thủ của các ngươi ít dạy dỗ các ngươi thậm chí còn dung túng quá mức vương bảo nhạc cũng tức giận đám người này làm thế rõ ràng có điều mờ ám dù hắn không rõ lý do là gì nhưng cũng có thể nhận ra ngay là cố ý dám quản lên đầu bọn này à ngươi chưa có tư cách đâu mồm mép cũng lợi hại lắm lát nữa đến bộ viện kỷ để xem ngươi còn bẻ mép được nữa không đám đốc cha áo đen kia nghe nói xong thì cũng tức giận trong mắt bọn họ lúc này vương bảo nhạc đã không chỉ là nhiệm vụ do học thủ dặn dò nữa rồi mà bọn họ muốn cho vương bảo nhạc biết rõ sự lợi hại của bộ viện kỷ lúc này đám đốc cha áo đen kia đều tới gần nếu đổi lại là lúc khác thì có lẽ Vương Bảo Nhạc sẽ nghĩ ra cách giải quyết khác, nhưng bây giờ hắn đã xem như chuẩn học thủ rồi, chỉ cần đi khảo hạch một cái là có thể trực tiếp trở thành người lãnh đạo trực tiếp của đám này ngay. Điều này khiến cho hắn không nhịn được nữa, trong nháy mắt khi đám đốc trà áo đen kia tới gần thì Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước. Nếu học thủ của các ngươi mặc kệ thì để ta quản vậy. Vương Bảo Nhạc nói xong thì tốc độ đột nhiên bộc phát, tay phải giơ lên trực tiếp túm lấy ngón tay của một kẻ bẻ thật mạnh tiếng răng rắc vang lên đã bị tiếng hét thảm của kẻ kia át đi mất hắn giơ chân phải lên trực tiếp đá văng ra phía sau thân thể chuyển động túm lấy cổ tay của một tên khác ấn bẻ ngược lại tiếng kêu la thảm thiết lại vang vọng lần nữa vương bảo nhạc lách mình tránh được ba tên liên thủ phong thân cảnh chi lực tản ra trên nắm đấm sau khi nện ra một quyền thân thể nhìn như tùy ý đá một cước lên chúng ngay hạ bộ tên còn lại thế nhưng hắn không hề ngừng lại lao thẳng về phía trước tiện tay thi triển cầm nã thuật, nguyên một đám đốc trà áo đen bên cạnh giống như đứng không vững, luôn miệng kêu là oai oái. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thân thể của Vương Bảo Nhạc lại di chuyển nhẹ nhàng như nước chảy may trôi. Lách mình qua lại giữa 10 tên đốc trà áo đen kia, tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên, vọng khắp bốn bề. Sau khi Vương Bảo Nhạc dừng bước thì tất cả đốc trà áo đen quanh hắn đều đã ngã lăn ra đất, có kẻ ôm cổ tay, có kẻ ôm ngón tay, cũng có kẻ che hạ bộ rên dĩ, Toàn thân của bọn họ ướt đẫm mồ hôi, tức giận nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt hung tợn. Vương Bảo Nhạc, lần này ngươi chắc chắn sẽ bị đuổi. Vương Bảo Nhạc, ta đã bẩm báo với học thủ, ngươi gây chuyện lớn rồi. Lúc bọn họ nằm đây kêu gào thì trong một khu vực có linh khí nồng đậm trên đỉnh hệ pháp binh. Lúc này có một thanh niên mặc áo học thủ màu tím ngồi ở bên trong một tòa động phủ còn hoành tráng hơn cả Vương Bảo Nhạc. Người này có tướng mạo tầm thường, mặt còn có vết rỗ, đang cúi mắt nhìn một viên linh thạch, chăm chú khắc đường văn ở trên đó nhìn bộ dạng của hắn giống như không thể phân tâm nhưng đúng lúc này nhẫn truyền âm của hắn lại run lên một cái làm ảnh hưởng đến hắn thế là đường văn bị lệch bùm một tiếng linh thạch vỡ vụn biến thành cho bụi đáng chết thanh niên ngẩng phát đầu dậy trong mắt có vẻ bực dọc hắn chính là học thủ khương lâm của linh thạch học đường mà cái nhẫn truyền âm này của hắn chính là loại đặc biệt của bộ viện kỷ bình thường mấy tên đốc tra dưới trướng hắn hiểu ý nên phần lớn đều đứng ở bên ngoài chờ báo cáo thôi chứ ít khi nào truyền âm hôm nay hiếm khi truyền âm một lần thì lại khiến hắn khắc văn thất bại điều này làm cho mặt mày khương lâm xa sầm xuống sau khi hắn nghe rõ ràng mấy tiếng kêu rên trong những truyền âm xong thì quắc mắt tức giận vương bảo nhạc đặc chiêu thì đã sao chứ hắn hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi ra khỏi động phủ hắn luôn dùng thủ đoạn lôi đình để chấn áp và xử lý những kẻ dám khiêu khích bộ viện kỷ cùng lúc đó đám người tụ tập quanh con đường nhỏ ở bên ngoài linh thạch học đường theo dõi vụ này đều trợn mắt há mồm bọn họ khiếp sợ nhìn vương bảo nhạc cũng có nhiều người lập tức nhận ra đây chính là cầm nã thuật dạo gần đây vừa được lưu hành trong đạo viện. Bởi vì nó đang là trào lưu nên mọi người cũng khó mà liên tưởng gì nhiều. Lúc này vẫn còn đang kinh ngạc vì chuyện vương bảo nhạc đánh bộ viện kỷ. Đồng thời trong lòng cũng thấy sướng lắm. Thật sự là tổng lòng họ vẫn có chút oán khí đối với bộ viện kỷ. Chỉ là sợ bị trả thù nên không ai dám lên tiếng ủng hộ. Chỉ có thể ồ lên mà thôi. Má ơi, hắn dám đánh cả người của bộ viện kỷ kìa dám đánh người của bộ viện kỷ thế này thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm vương bảo nhạc này điên rồi phòng trong vô số tiếng bàn tán của mọi người cùng tiếng kêu rên lẫn ánh mắt oán độc của đám đốc cha áo đen vương bảo nhạc vẫn tỉnh dụi đi về phía linh thạch học đường đối với những người khác mà nói thì đánh người của bộ viện kỷ là chuyện lớn nhưng đối với hắn mà nói thì cách xử lý chuyện này rất đơn giản trở thành học thủ là được vương bảo nhạc nghĩ tới đây ánh mắt lóe lên vội cất bước đi vào linh thạch học đường Hôm nay không có tiết nên mặc dù bên ngoài học đường cũng có học sinh, nhưng không nhiều lắm. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đi đến khiến bọn họ chú ý một chút, nhưng chuyện ban nãy còn chưa truyền đến bên này, lúc bọn họ biết được vụ đánh nhau kia thì bóng dáng Vương Bảo Nhạc đã đi vào bên trong học đường rồi. Đứng trước mặt tảng đá màu xanh khổng lồ bên cạnh bục giảng kia, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ mong chờ, hắn lấy ngọc bài thân phận ra trực tiếp đặt lên tảng đá đó, nghiêm giọng nói ra một câu: "Học sinh Vương Bảo Nhạc xin được khảo hạch linh thạch." Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì tảng đá màu xanh kia lập tức phát sáng, nhanh chóng tụ lại trên ngọc bài thân phận của Vương Bảo Nhạc, sau đó có một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ bên trong tảng đá. Cho phép, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Sau khi khoanh chân ngồi xuống thì lấy một viên linh thạch rỗng cầm trong tay. Sau đó hắn lập tức bắt đầu luyện chế linh thạch. Linh khí âm ầm vọt tới một cách điên cuồng. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng. Viên linh thạch rỗng trong tay nhanh chóng sáng lên chỉ trong nháy mắt mà độ tinh khiết đã lên đến sáu thành và không ngừng trở nên tinh khiết hơn. Cũng đúng lúc này, học thủ Khương Lâm của Linh Thạch học đường, cũng tức là thanh niên mặt dỗ nọ đã dắt theo hơn 10 đốc trà áo đen chạy đến chỗ con đường mà Vương Bảo Nhạc đã ra tay. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho đám người xung quanh câm như hến, cũng khiến cho đám đốc trà áo đen bị đánh kia hưng phấn hẳn lên. Học thủ, Vương Bảo Nhạc đã đi về phía Linh Thạch học đường, hắn đúng là khi người quá đáng mà. Vương Bảo Nhạc vi phạm điều 2 điều 3, điều 4 và điều 7 của viện kỷ, kính xin học thủ làm chủ cho bọn ta. Thấy đám thủ hạ của mình bị đánh thê thảm như thế, cơn tức trong mắt Khương Lâm lại càng cao hơn. Chỉ thản nhiên nói một câu, loại học sinh ngang ngược bá đạo thế này không xứng để tiếp tục ở lại đạo viện phiêu miễu chúng ta nữa. Nói xong thì hắn đi về phía linh thạch học đường, hơn 10 tên ốc trà áo đen phía sau cũng nổi giận đùng đùng. Sau khi đỡ đồng bạn của mình dậy thì cả đám người hùng hổ đi về phía linh thạch học đường. Người xung quanh đều kinh hãi vội vàng tung tin này ra rồi co giò chạy theo. Lúc này mọi chuyện đã thay đổi. Việc Vương Bảo Nhạc đánh người cũng nhanh chóng lan rộng ra trên linh võng của đạo viện, chẳng những khiến cho mấy hệ khác chú ý tới, các bài post bàn tán cùng với tiếng xôn xao nghị luận trong hiện thực cũng liên tục gia tăng.